thưa các thầy cô giáo, thưa các quý vị, tôi là Đinh Quang Ngọc, tổng chủ biên sách giáo khoa giáo dục chất 4 thuộc bộ sách cánh diều. Hôm nay tôi xin giới thiệu và trao đổi cùng với các thầy cô, quý vị về những đặc điểm nổi bật, những điểm mới của cuốn sách giáo khoa giáo dục chất 4. À, như chúng ta biết, sách giáo khoa giáo dục chất 4 được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, được xuất bản và phục vụ cho hoạt động dạy và học ở cấp tiểu học. Sách có một số đặc điểm nổi bật như sau. À, về cấu trúc đảm bảo tính khoa học, logic và rõ ràng. Nội dung cuốn sách biên soạn trên cơ sở bám sát chương trình giáo dục thể chất 4 và được cấu trúc thành 3 phần chính: phần kiến thức chung, phần vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn. À, trong đó, phần kiến thức chung giới thiệu về vệ sinh trong khởi động, tập luyện, hồi phục và sau tập luyện. Phần vận động cơ bản thì bao gồm có 3 chủ đề: đội hình đội ngũ, bài tập thể dục với gậy, tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Phần thể thao tự chọn thì gồm có 2 chủ đề theo hai môn thể thao đó là bóng đá, bóng rổ. À, trong phần vận động cơ bản và thể thao tự chọn, nội dung kiến thức được chia thành các chủ đề, các bài học theo từng chủ đề và được tính toán để kế thừa và tiếp nối kiến thức từ sách giáo dục chất 3, đồng thời đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh và quy định về thời lượng đối với chương trình môn giáo dục chất 4 à, Các bài học trong các chủ đề thì đều được cấu trúc giống nhau và bao gồm có phần mục tiêu, yêu cầu cần đạt, trình bày về mục tiêu, yêu cầu cần đạt đối với học sinh sau khi hoàn thành nội dung của từng bài học. À, phần mở đầu thì giới thiệu uh, các cái nội dung khởi động và các trò chơi bổ trợ khởi động đây là những nội dung sẽ giúp cho học sinh có sự chuẩn bị uh, cho cơ thể trước khi bước vào tiếp thu phần kiến thức mới và tham gia vào các hoạt động vận động ở những phần tiếp theo uh, ở phần kiến thức mới sử dụng phối hợp kênh hình và kênh chữ để giới thiệu các nội dung kỹ thuật động tác mới uh, được đưa vào trong bài học uh, trong phần luyện tập thì sử dụng hình uh, để mô tả giới thiệu các cái hình thức tập luyện của các bài tập trò chơi vận động bổ trợ nâng cao hiệu quả học tập nội dung kiến thức mới hoặc là phát triển các cái tố chất thể lực liên quan à, trong phần vận dụng việc giới thiệu các cái nội dung giúp cho học sinh vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức mới à, trang bị trong bài học vào thực tiễn hoạt động tập luyện thi đấu vui chơi à, phần vận dụng thì được viết theo hướng gợi ý nội dung đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh và định hướng cho học sinh cái cách thức ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn à, đặc điểm nội bài thứ hai là các cái chủ đề trong sách giáo khoa giáo dục chất 4 được biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Mỗi chủ đề thì được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh một số năng lực kỹ năng nhất định giúp cho học sinh phát triển một cách toàn diện đáp ứng được cái mục tiêu yêu cầu chung của chương trình giáo dục thể chất 4. À, trong đó thì ở phần kiến thức chung giúp học sinh biết và thực hiện được các cái hoạt động vệ sinh đảm bảo an toàn trong tập luyện môn giáo dục chất. À, phần vận động cơ bản thì giúp trang bị cho học sinh à, một số kiến thức và kỹ năng cơ bản thực hiện được các cái nội dung đội hình đội ngũ, các cái động tác bài tập thể dục với gậy, các cái tư thế và kỹ năng vận động cơ bản và vận dụng được vào trong hoạt động tập luyện à, tập thể. À, phần thể thao tự chọn thì giúp trang bị cho học sinh à, các cái động tác cơ bản của nội dung thể thao ưa thích, à, xử lý được một số tình huống trong tập luyện và thể hiện được sự yêu thích và thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao. À, Đặc điểm nội bật thứ ba của cuốn sách đó là gì? À, kiến thức trong các bài học thì được viết theo hướng giới thiệu, gợi mở nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cả giáo viên và học sinh. À, cụ thể thì trong phần tập luyện, các bài tập luyện tập, các trò chơi vận động được giới thiệu thông qua kênh hình theo các hình thức tổ chức tập luyện giúp giáo viên và học sinh à, dễ dàng trong việc hiểu mục đích của bài tập trò chơi để từ đó sáng tạo và phát triển thành nhiều bài tập trò chơi tương tự, làm cho cái giờ học sẽ đa dạng sinh động và hấp dẫn. Qua đó khuyến khích học sinh tích cực chủ động tham gia vào học tập và rèn luyện à, trong phần vận dụng việc gợi mở, định hướng nội dung đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh sẽ giúp giáo viên và học sinh linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nội dung đánh giá học sinh và vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn. Là đặc điểm nổi bật thứ tư của cuốn sách là nội dung kiến thức thì thể hiện rõ cái yêu cầu tích hợp và phân hóa. Nội dung kiến thức trong sách có sự tích hợp giữa kiến thức chung về thể thao, kiến thức về y sinh học, kiến thức sư phạm, kiến thức đặc thù trong từng môn thể thao tự chọn giữa các phần, giữa các chủ đề thì lại có cái sự đan xen, tích hợp kiến thức với nhau. À, một số nội dung động tác ở phần vận động cơ bản được đan xen sử dụng để khởi động trong phần thể thao tự chọn. Mặt khác, nội dung của từng chủ đề lại được lựa chọn một cách khoa học với những kiến thức đặc thù riêng và được giới thiệu theo hướng gợi mở. Do vậy, học sinh trên cơ sở nội dung kiến thức giới thiệu trong sách có thể phát huy ở mức độ khác nhau dựa trên năng lực vận động, khả năng tư duy sáng tạo trong tập luyện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. À, đối với giáo viên thì khả năng tư duy sáng tạo, năng lực trình độ chuyên môn của giáo viên cũng sẽ quyết định cái hiệu quả trong sử dụng những cái kiến thức được giới thiệu trong các chủ đề. Do vậy kiến thức trong sách thì rất phù hợp và cho phép nó sẽ phân hóa được cả học sinh và giáo viên. À, đặc điểm nổi bật thứ năm là các chủ đề bài học trong sách thì đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong đánh giá. À, nội dung các chủ đề trong sách được thiết kế theo hướng gợi mở, theo đó cũng đòi hỏi người giáo viên phải phát huy khả năng sáng tạo nội dung, phương pháp giảng dạy. Mặt khác cũng kích thích học sinh hứng thú sáng tạo trong cái quá trình học tập. Chính vì vậy mà đòi hỏi phải đổi mới một cách thức phương pháp đánh giá không chỉ đối với học sinh mà cả với giáo viên. À, theo cấu trúc chung, mỗi chủ đề đều gợi ý nội dung đánh giá trong phần mục tiêu yêu cầu cần đạt và phần vận dụng của mỗi bài học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá theo từng nội dung, năng lực có thể thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn bộ quá trình học tập theo phần phân phối của chương trình môn học. À, đặc điểm nổi bật cuối cùng là đặc điểm nổi bật thứ 6 đó là điểm mới về cách trình bày và hình thức của sách giáo khoa. Cuốn sách giáo khoa dung chất 4 được trình bày theo phần theo các chủ đề bài học. Mỗi bài học thì lại được cấu trúc thành các phần riêng biệt. Theo đó mỗi phần thì đều sử dụng các logo, màu sắc khác nhau tạo lên cái hiệu ứng bắt mắt và phù hợp với nội dung của từng phần. Những điểm mới nổi bật về hình thức trình bày của cuốn sách thì được thể hiện cụ thể như sau. Các cái phần trình bày có sự phối hợp cả kênh hình và kênh chữ theo hướng ưu tiên sử dụng kênh hình thứ hai là mỗi chủ đề thì được trình bày với màu nền khác nhau phù hợp với nội dung và cái môn thể thao cụ thể à, thứ ba là các cái nội dung kiến thức đưa ra trong sách thì mang tính định hướng gợi mở giúp giáo viên và học sinh phát huy được cái khả năng tư duy sáng tạo linh hoạt trong việc thực hiện nội dung môn học do vậy là các hình vẽ vừa mang tính giới thiệu lại vừa mang tính minh họa gợi mở để giáo viên và học sinh có thể căn cứ làm sáng tạo ra nhiều cái nội dung học tập rèn luyện khác tương tự một cái đặc điểm nữa đó là gì các cái hình vẽ học sinh trong chủ đề thì đều tính toán tới sự cân đối về giới tính và sử dụng các trang phục phù hợp với việc tập luyện và yêu cầu chung trong giờ giáo dục chất. Kính thưa các thầy cô, thưa các quý vị, trên đây là những nội dung giới thiệu trao đổi ngắn gọn về một số điểm chính, điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa dùng chất 4, tiếp nối từ cuốn sách giáo khoa dùng chất 1 2 3 bộ sách cánh diều. Hy vọng cuốn sách này sẽ được các thầy cô, các bạn học sinh cả nước tiếp tục đón nhận và sử dụng